Xin chào tất cả quý vị bạn, quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe, tổng hấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Ford Everest. Khi mà sang cuối tháng 7 này, chiếc xe Ford Everest đang có chương trình khuyến mại giảm giá rất sâu cho em nhé. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ em chuyên về giá xe, tổng hấn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép đi vào chi tiết ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Ford Everest bản Ambient, bản thấp nhất của dòng xe Ford Everest ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 1.099.000.000. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt cuối tháng 7 này, giá nó đang là 1.173.000.000 ạ. Còn tỉnh thì 1.132.000.000. Tỉnh áp phần trăm thì đang là 1.154.000.000. Và ở Thanh Minh thì 1.151.000.000 ạ. Còn trả góp thì đang là 370.000.000. Tỉnh thì đang là 328.000.000. Tỉnh áp phần trăm thì đang là 350.000.000. Và ở Thanh Minh thì là 348.000.000 ạ. Còn anh em muốn giá tốt hơn hay một khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chip bánh nào, thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Ford Everest bản Sport, bản số tự động, bản 1 cầu. Với giá miết của chiếc xe này đang là 1.178.000.000 ạ. Khi sử dụng các chương trình khuyến mại cuối tháng 7 này, giá nội đang là 1.252.000.000 thôi ạ. Còn tỉnh thì 1.209.000.000. Tỉnh áp phần trăm thì 1.232.000.000. Và ở Thanh Minh thì 1.228.000.000 ạ. Còn trả góp thì đang là 394.000.000. Tỉnh thì là 351.000.000. Tỉnh áp phần trăm thì là 374.000.000. Và ở Thanh Minh thì là 370.000.000 ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em gửi ra xe, tổng hấn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất hàng như nào, thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để nhận thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất ạ. Tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Ford Everest bản Titanium, bản 1 cầu ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 1.299.000.000. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt cuối tháng 7 này, giá nội đang là 1.387.000.000 ạ. Còn tỉnh thì 1.342.000.000. Tỉnh áp phần trăm thì 1.368.000.000. Và ở Thanh Minh thì 1.361.000.000 ạ. Còn nói trả góp, anh chị bỏ ra với giá đang là 434.000.000 thôi ạ. Tỉnh thì là 389.000.000. Tỉnh áp phần trăm thì là 415.000.000. Và ở Thanh Minh thì đang là 408.000.000 ạ. Các chi phí mà tính cho anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Ford Everest bản Titanium, bản 2 cầu ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 1.468.000.000. Khi sử dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt cuối tháng 7 này, lãi nội đang là 1.577.000.000 ạ. Còn tỉnh thì 1.528.000.000. Tỉnh áp phần trăm thì 1.557.000.000. Và ở Thanh Minh thì 1.547.000.000 ạ. Còn trả góp thì là 490.000.000. Tỉnh thì là 441.000.000. Tỉnh áp phần trăm thì là 471.000.000. Và ở Thanh Minh thì là 460.000.000 ạ. Ok, về dòng này muốn giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng hấn bánh, chương trình khuyến mại cho cả 4 phiên bản của chiếc xe Ford Everest. Rất là chi tiết cụ thể rồi. Với dòng này xin phép em sẽ dừng dòng đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe trong dòng xe của Ford cũng như các xe khác nhau, để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, xin phép em sẽ dừng dòng đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem này các bạn ạ.